Xin chào mọi người, đây là cái công thức quan trọng Chúng ta gọi điện cho một người cộng tác viên của chúng ta Và tùy vào mục tiêu của họ chúng ta lập kế hoạch cho họ Họ có thể là không đến 6% Thì chúng ta lập kế hoạch cho họ lên 9 Còn từ 6 đến 12% Thì lập kế hoạch cho họ lên 15 Còn nếu mà 12, 15, 18 Thì lập kế hoạch cho họ lên 21% Vậy thì công thức của nó nằm như thế nào? Nên sẽ có 3 bước Bước đầu tiên là kể về một cái câu chuyện một ai đó Đầy cảm hứng, ví dụ anh Vũ chẳng hạn anh Vũ thì vào tháng 6 năm 2021 Anh đấy vẫn chỉ là 15% Nhóm vẫn còn nèo tèo vài người Vậy mà đến tháng 2 năm 2022 Tức là sau có 8 tháng Anh đấy đạt 3 chiếc 3 chân 21 Tức là đạt được 1 phần 2 chiếc xe Mercedes Hay đến chính xác Là chỉ sau có 8 tháng làm thêm Anh đấy đã mua được nửa chiếc xe Mercedes rồi Anh ấy có một dòng tiền đều đặn Từ 30 đến 50 triệu một tháng Và rất nhiều những khoản tiền thưởng khác truyền cảm hứng cho họ Mà trong khi trước đây anh đấy chỉ là một công nhân đồn điền trong cao su Anh đấy thu nhập cũng không đáng là bao Và anh đấy cũng là người cũng có tuổi rồi nhá Anh đấy sinh năm 1973 Vẫn làm công việc này được Thì uh, chắc chắn chúng ta sẽ làm được Đó, Và chúng ta hỏi công sự của mình là Vậy thì em, bạn, chị, cô Có muốn thực hiện được cái kế hoạch 8 tháng mà mua được một lửa chiếc xe Mercedes hay không? Người ta sẽ thích đúng nào? Sau đó, bước thứ hai mình gọi OK. Vậy thì để làm được điều đó, chúng ta cần phải biết một cái công thức gọi là công thức nên trước danh 21%. Muốn có được 3 chân 21, chúng ta phải biết lên 21%. Vậy lên 21% theo công thức gì? Thì những người thành công, những chuyên gia, người ta đã đưa ra một công thức gọi là 3 giai đoạn. Công thức 3 giai đoạn như sau. 9, 15, 21. Vậy thì bây giờ mình đang là 0, bây giờ mình đang là 3, à, bây giờ mình đang là 6, thì mình nập kế hoạch lên 9. Vậy thì 9, chúng ta cần phải biết là nó sẽ có cơ cấu như thế nào đúng không nào Đấy, thế cùng người ta vẽ ra nếu như vậy thì bây giờ chúng ta nhắm lên 9 9 thì cần một cái cơ cấu như sau vẽ ra cho người ta đầu tiên là bạn này thứ hai là hai chân này đúng không ạ sau đó chân đầu tiên là thêm một người nữa như vậy là bạn cần tạo thêm một nhóm ba người dưới mình mỗi người bán được khoảng độ 200 đến 300 điểm thế là bạn về 9% đúng không ạ còn nếu như người ta đang là 6 đang là 9 đang là 12 thì mình bắt đầu nói ok vậy thì bạn là 6 rồi 9 thì không cần phải lập mục tiêu rồi bây giờ, lập kế hoạch, lập mục tiêu cho mình lên 15%. Thì vẽ sơ đồ nhóm như sau. Vẽ rồi. Thứ nhất, bạn bạn vẽ ra cho mình cùng mình nhé Thứ hai là hai chân, một chân 12, một chân 9. Thứ ba là chân 12 kia thì lại chia ra làm 2.9, đúng không? À Thế nếu như mà người ta đang ở trạng thái 6 9 12 thì nói cho người ta công thức này. Và sau đó làm thế nào để giúp người ta lên 9 thì lại lập kế hoạch cho cái người đó. Truyền cảm hứng cho người ta lên 9. Đó, để người ta thích chín sau đó lại lập kế hoạch lên chín giống như công thức ngược lại tức là nhiệm vụ của cái ông 15 này là phải lập kế hoạch mục tiêu được cho ba người muốn lên chín còn nhiệm vụ của cái ông chín này là tuyển được ba người Đấy, giúp cho người ta có đơn hàng đầu tiên giúp cho người ta có được đơn hàng khoảng hai ba trăm điểm đúng không ạ nó khác nhau một chút thế còn nếu như người ta lại là 12, hai là 15, năm là 18 thì làm gì truyền cảm hứng cho người ta lên 21 tức là nói với người ta ok vậy thì bây giờ mình lập kế hoạch lên hai như thế nào thì mình sẽ lập một cái kế hoạch theo trục dọc đây là một gợi ý nhé bạn có thể làm hơi khác đi một chút không sao cả theo trục dọc à, muốn lên 21 thì chúng ta lên lập theo kế hoạch là 18 và 12 đúng không ạ rồi tức là chúng ta phải tìm ra một bộ trục dọc bốn người dưới mình bốn người dưới mình giúp cho người ta từ người dưới cùng là lên 9 lên 12 lên 15 lên 18 đúng không ạ thế còn mỗi người xây dựng cái phần lẻ còn lại nó rất là đơn giản khi chúng ta có một bộ xương sống rồi thì cái, cái phần lẻ còn lại nó dễ lắm ok không ạ vậy thì xác định mình bây giờ là ai à, giúp cho người ta biết rõ người ta đang là ai và người ta nên theo đuổi mục tiêu chức danh gì ok